Ai sẽ là Tổng Bí thư của Đại hội 14? Vì sao Tô Lâm và Thủ tướng hy vọng rất mong manh? Theo giới quan sát, mặc dù hai ghế tứ trụ, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội còn chống được cộng bổ sung, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc đấu đá trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng sẽ tiếp tục diễn ra, thậm chí ở mức độ cao hơn. Cuộc chạy đua vào ghế Tổng Bí thư giữa các ứng viên còn sót lại đã biểu hiện tăng tốc khi còn 19 tháng nữa là Đại hội 14 sẽ khai mạc vào đầu năm 2026. Lúc đó các ghế sẽ được chia lại, trận chiến sẽ lại sôi sục. Theo đó, trong 4 ứng viên hiện nay, ngoài Tổng Trọng, người gần đây không giấu giếm tham vọng ngồi lại ghế đứng đầu của Đảng thêm nhiệm kỳ thứ tư. Trong đó, ông Trọng có biểu hiện cho thấy ông có vấn đề rất trầm trọng về sức khỏe. Mới đây nhất, sau Hội nghị Trung ương 9, Tổng Trọng lại biến mất một cách bí ẩn, nhưng lần này có vẻ là có chủ đích. Cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư, ngoài các nhân vật như Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính, cũng cần phải kể tới một ngôi sao mới nổi, đó là Đại tướng Lương Cường. Ông Cường mới được đưa lên Thường trực Ban Bí thư, nhân vật thứ 5 theo cấp bậc trong Đảng. Theo giới quan sát quốc tế, nhiều dấu hiệu cho thấy khả năng rất cao tân Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường có thể dễ dàng trở thành Tổng Bí thư kế nhiệm nếu ông Trọng chịu rút lui. Ngược lại với ông Tô Lâm, cơ hội trở thành Tổng Bí thư là điều hết sức mong manh. Dù rằng ông Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước cũng có ưu thế nhất định, đó là vị trí thống lĩnh các lực lượng vũ trang, nhưng để thành công, Tô Lâm cũng cần một điều kiện khắc nghiệt, đó là tân Bộ trưởng Bộ Công an, người sẽ ngồi vào chiếc ghế còn bỏ trống, phải là nhân vật chịu sự ảnh hưởng của ông Tô Lâm khi ông ngồi ghế Chủ tịch nước. Đây là điều hoàn toàn không tưởng, bởi lý do Tổng Trọng và ban lãnh đạo đã ăn đòn đủ và nhớ đời về cuộc nổi loạn của ông Tô Lâm kể từ đầu năm 2024 cho đến nay. Hàng loạt nhân vật kế cận mà dường như ông Trọng đã chăm chút và nuông chiều từ trước, như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ lần lượt bị Tô Lâm đốn hạ trong một thời gian rất ngắn. Giáo sư Nguyễn Văn Chữ từ Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo như sau: nếu mà ông Tô Lâm nắm được Bộ Công an và giữ chức vụ Chủ tịch nước, ông ta sẽ dùng chính lời của ông Trọng về trách nhiệm của người đứng đầu để đẩy ông Trọng ra đi trước cuối năm nay. Lý do là nếu ông Trọng còn ngồi ghế Tổng Bí thư thì ông Trọng sẽ không giới thiệu ông Tô Lâm kế nhiệm ông ta. Hơn thế nữa, thực tế cho thấy ông Tô Lâm đã không thành công khi đề cử người của mình vào Bộ Chính trị để đoạt ngay chiếc ghế tân Bộ trưởng Bộ Công an. Vì thế khả năng rất cao Tô Chủ tịch sẽ phải chống lại các nỗ lực rất lớn đang đe dọa ông ta và có nguy cơ sẽ bị gạt ra khỏi cuộc đua. Thậm chí có ý kiến cho rằng ông Tô Lâm khó có thể sống sót vì ông đó có quá nhiều kẻ thù. Chỉ riêng cái công ty Xuân Cầu của em trai ông Tô Lâm cũng đủ để những người khác đẩy ông xuống hồ rồi. Theo giáo sư Abuja từ Hoa Kỳ, sau khi rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm đã suy giảm quyền lực đáng kể và khó có thể hạ được Thủ tướng Phạm Minh Chính, một đối thủ nặng ký và đầy mưu lược. Nhưng phân tích vừa kể trên hoàn toàn phù hợp với đánh giá của giáo sư Chữ nói rằng nếu ông Tô Lâm ra đi thì ông Phạm Minh Chính thừa hưởng hết và ông Chính lợi nhất. Giáo sư Chữ giải thích ông Phạm Minh Chính là người rất tâm cơ, ông rất giỏi chuyện này, ông Vương Đình Huệ hay làm thinh nhưng rốt cuộc vẫn bị kẹt, nhưng ông Chính thì khác. Khi mọi người đang đấm nhau thì dường như ông Phạm Minh Chính đứng yên. Nhân vật đáng lo lắng phải là ông Tô Lâm chứ không phải là ông Chính. Việc ông Phạm Minh Chính là người ký quyết định cho ông Trần Quốc Tỏ là Thứ trưởng Thường trực của Bộ Công an, là một đối thủ trước đây của Tô Lâm nắm quyền điều hành Bộ Công an, đã thể hiện rất rõ ý đồ của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, nỗ lực của ông Chính, một ứng viên đang cố gắng để thay thế ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hoàn toàn không suôn sẻ. Không phải chỉ do cái gốc tướng lĩnh Bộ Công an trước đây, mà ông Chính còn là người do ông Ba Dũng đưa lên, cũng là một hạn chế rất lớn. Hơn thế nữa, ông Chính có scandal về quan hệ trên mức tình cảm với bà trùm Nguyễn Thị Thanh Nhàn và vấn đề tham nhũng của bà ta. Nếu các đối thủ của ông Chính lôi lại vấn đề này và sử dụng làm cái cớ để hạ bệ thì ông Chính cũng khó có thể thành công. Nhiều chỉ dấu cho thấy Tổng Trọng đang dựa vào lực lượng quân đội, không chỉ làm đối trọng mà còn để kiểm soát công an. Do đó có thể tin rằng Đại tướng Lương Cường là người có lợi thế nhất để trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14 với điều kiện Tổng Trọng chịu rút lui khỏi cuộc chơi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tiếp của Thời báo .de với bản tin Ai sẽ là Tổng Bí thư Đại hội 14? Vì sao Tô Lâm và Thủ tướng hy vọng rất mong manh? Tổng Trọng đã sử dụng quân đội để thành công vô hiệu hóa Tô Lâm như thế nào?
dù tân chủ tịch nước Tô Lâm đã yên vị trên cương vị mới, nhưng tiến trình giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sắp xếp bố trí để Tô Lâm nhậm chức chủ tịch nước không hề suôn sẻ như những người tiền nhiệm trước đây, đặc biệt là sự vắng mặt có chủ ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ tuyên thệ của ông Tô Lâm, càng khiến người dân và công luận băn khoăn về tương lai chính trị của nhân vật chỉ cách đây ít lâu vẫn còn nắm quyền lực vô đối và làm cho quan chức trong Đảng từ trung ương đến địa phương khiếp sợ. Chỉ trong vòng hơn một tuần với tài quyền biến của ông Tổng Trọng tại Hội nghị Trung ương 9, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5, Bộ trưởng Công an như đã bị rút hết phép thông công và mọi quyền lực của ông Tô đã bị vô hiệu hóa. Cần khẳng định nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất ổn tại chính trường Việt Nam trong một năm trở lại đây xuất phát từ việc nhân sự kế cận cho ghế Tổng Bí thư trong trường hợp ông Trọng rút lui đã không được công bố rõ ràng, minh bạch. Hơn nữa, với sự bành trướng quyền lực quá lớn của Bộ Công an và Đại tướng Tô Lâm, khi ông Tô Lâm muốn gì được nấy, càng khiến cho lực lượng công an trở thành một thế lực kiêu bình. Bộ Công an có quyền tùy tiện, muốn bắt ai thì bắt, kể cả các lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý mà không cần xin phép hoặc theo quy trình tố tụng. Trong khi, theo giới phân tích, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng có nhiều đại diện trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong các kỳ đại hội Đảng gần đây, số lượng ủy viên Trung ương của Bộ Quốc phòng luôn đứng trên Bộ Công an. Cụ thể là tại đại hội lần thứ 13, số lượng ủy viên Trung ương của Bộ Quốc phòng với tới 23 ủy viên, còn Bộ Công an chỉ có vẻn vẹn 6 người, tức là chỉ bằng có 1/4. Điều đó đã cho thấy quyền lực chính trị của Bộ Quốc phòng vượt trội so với Bộ Công an rất nhiều. Đài BBC cũng cho biết, theo điều lệ của Đảng, Tổng Bí thư là Bí thư Quân ủy Trung ương, nên chức vụ này ông Trọng nắm giữ. Và theo đó, Quân ủy Trung ương hơn quan trọng hơn vì Tổng Bí thư là Bí thư Quân ủy Trung ương, còn Đảng ủy Công an Trung ương chỉ có Bộ trưởng là Bí thư, nên Đảng ủy Công an Trung ương ít quyền lực hơn so với Quân ủy Trung ương. Song rõ ràng trong thời gian gần đây, với sự dung túng của Tổng Trọng đã tạo điều kiện cho Bộ Công an của ông Tô Lâm ngày càng bành trướng quyền lực mạnh hơn. Chính ông Trọng đã phải trả giá cho sự lộng hành quá mức của Tô Lâm và tạo ra một tình trạng hết sức bất ổn trong Đảng Cộng sản. Giáo sư Abusha từ Mỹ nhận định như sau: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao cho ông Tô Lâm quá nhiều quyền lực để chống tham nhũng, và có thời điểm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không còn có thể kiểm soát quyền lực của Đại tướng Tô Lâm. Tuy nhiên, có một điều rất may mắn cho ông Trọng là dựng với lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và với kinh nghiệm chính trị lọc lõi sau gần 3 nhiệm kỳ trên cương vị Tổng Bí thư, ngay trong ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 9, Tổng Trọng đã quyết định phế bỏ bà Trương Thị Mai để thăng chức Thường trực Ban Bí thư cho Đại tướng Lương Cường. Điều này đã lập tức thay đổi cán quân quyền lực và giúp cho ông Trọng giành lại thế chủ động. Từ vai trò chủ động trong cuộc chiến quyền lực, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và phe cánh đã nhanh chóng bị đẩy vào thế bị động. Dẫu rằng có nhiều biểu hiện cho thấy ông Tô Lâm và phe cánh vẫn khiến cho Tổng Trọng vất vả trong nỗ lực nhốt quyền lực của ông Tô Lâm vào trong lòng. Giáo sư Abuja giải thích thêm, Tổng Trọng đã sử dụng phép dùng quân đội để ngăn cản quyền lực và cân bằng, vì chỉ có quân đội mới là lực lượng làm đối trọng được với công an. Theo đó, Đại tướng Lương Cường được đưa lên vị trí Thường trực Ban Bí thư là một trong năm chức danh quyền lực nhất trong Đảng bên cạnh tứ trụ. Kể từ năm 1986, sau đổi mới tới nay, một thông lệ cho thấy những ai nắm chức vụ trong tứ trụ hay từng làm Thường trực Ban Bí thư có thể là những người bước đệm để trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng theo đài BBC, trong lịch sử chưa từng có Tổng Bí thư nào xuất thân từ ngành công an, nhưng từ quân đội thì có Thượng tướng Lê Khả Phiêu. Vì thế, khả năng Đại tướng Lương Cường có thể thăng tiến xa hơn là rất cao. Để bảo vệ cho hình ảnh của mình, quân đội Việt Nam tránh xa nhiệm vụ giải quyết các vụ bất ổn trong nước. Trong khi đó, lực lượng công an thường phải mang hình ảnh của lũ kiêu binh trong mắt công chúng. Đây là điều gây bất lợi cho tương lai chính trị của Chủ tịch nước Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo.de với bản tin Tổng Trọng đã sử dụng quân đội để thành công và vô hiệu hóa Tô Lâm như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.